Chồng bắt vợ trả tiền ăn mới được ly hôn khiến cộng đồng mạng xôn xao, luật sư nói gì về hành động người chồng? Mới đây, một câu chuyện thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đó là người chồng đã quyết tâm đòi bằng được từ vợ mọi khoản tiền mình từng chi ra suốt khoảng thời gian chung sống, rồi mới chịu cho vợ ra đi. Theo đó, tài khoản Facebook HP đăng tải lên trang cá nhân của mình nội dung câu chuyện về một người phụ nữ đi lấy chồng không có tiền bạc của cải mang về nhà chồng. Kết hôn với chồng được 1 năm vì mâu thuẫn, cô vợ không thể tiếp tục sống với anh chồng kia được nữa và cô ấy chọn cách ra đi. Ra đi vẫn chưa phải là cô ấy đã được giải thoát, anh chồng bắt cô ấy phải trả tiền ăn hàng ngày của cô cho anh ta thì anh chồng mới cho cô vợ mang đồ dùng cá nhân của mình đi. Bình quân mỗi tháng 1 triệu đồng, vậy là khi ra đi cô ấy phải trả 12 triệu đồng và rất nhiều những khoản tiền khác. Theo thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, cô vợ tên là PTTH, 31 tuổi, quê huyện Kiến Sương, Thái Bình, làm giáo viên và chồng là anh DNH, 32 tuổi, quê tại Kiến Sương, Thái Bình, là công nhân. Hai người kết hôn với nhau từ tháng 12 năm 2019, trải qua 1 năm chung sống, vì mâu thuẫn nên chị TH chọn cách ra đi. Kèm theo nội dung đăng tải, còn có cả một số hình ảnh chứng minh câu chuyện là có thật 100%. Trong đó đáng chú ý nhất là ảnh chụp một biên bản bàn giao viết tay, có đầy đủ chữ ký được cho là của người chồng bên nhận và chữ ký của người vợ bên giao trước sự làm chứng của đại diện ban thôn, chi hội phụ nữ thôn, công an viên xã phụ trách thôn. Trong đó, người chồng liệt kê chi tiết từng thứ đã chi tiền như tiền ăn, tiền khám sản, đóng học, mừng cưới của hồi môn. Tổng số tiền lên đến gần 43 triệu đồng, người vợ sẽ phải trả toàn bộ nếu muốn ly hôn. Ngược lại, cô sẽ bị giữ hết giấy tờ cá nhân, bằng cấp. Thậm chí, người chồng này còn nhắn tin dọa vợ mình, nếu cô không trả hết, cô sẽ không lấy được một cái gì. Tôi nghĩ cô sẽ cần đống giấy tờ quan trọng của cô hơn đấy. Quá bức xúc trước cách ứng xử cạn tàu gió máng của người chồng, chị vợ quyết định đăng bài lên mạng cho mọi người biết. Câu chuyện của chị H sau khi đưa lên mạng xã hội đã nhận bão xe của cộng đồng mạng. Nhiều người không tin trong xã hội có người chồng như vậy. Họ cho rằng anh chồng thật quá đáng, dù ly hôn cũng không được quyền giữ giấy tờ của vợ, chưa kể bắt trả cả tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, đại diện lãnh đạo hội phụ nữ xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, Thái Bình cho biết, theo thông tin chúng tôi nắm được thì vợ chồng anh chị H chưa chính thức ly hôn. Hôm hai vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đại diện chi hội phụ nữ thôn cũng đã xuống để khuyên can, hòa giải. Còn việc thỏa thuận về vấn đề tài sản, tiền bạc như thế nào là chuyện nội bộ của gia đình họ, chúng tôi không tiện tham gia. Liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội này, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách hành xử của anh chồng không chỉ thiếu tính nhân văn mà còn không đúng quy định của pháp luật. Theo luật sư Bình, anh chồng giữ lại giấy tờ tùy thân như bằng đại học, sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động của người vợ và yêu cầu người vợ phải đưa số tiền hơn 42 triệu như đã nói ở trên thì mới trả giấy tờ cho người vợ. Điều này có thể có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khoản 3, điều 2 luật hôn nhân và gia đình quy định, nguyên tắc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, không phân biệt đối xử giữa các con. Đồng thời pháp luật cũng quy định vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong hiến pháp, luật này và các luật khác có liên quan. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Chính vì vậy, người chồng đòi tiền vợ khi đưa vợ đi khám chữa bệnh là không đúng về thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. Luật sư Bình nêu quan điểm, những yêu cầu của người chồng đưa ra là không chính đáng. Nếu xét thấy có dấu hiệu của việc uy hiếp, bắt buộc người vợ phải đưa tiền mới trả những giấy tờ tùy thân cho người vợ, thì hoàn toàn có thể bị điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản được quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, luật sư Diệp Năng Bình nhận định.